Chương 129 câu 1 tới câu 8 cũng mời anh đưa ví dụ tiên đọc lời Chúa. Nghe lời Chúa qua Thi Thiên 129 từ câu 1 đến câu 8. Từ khi tôi còn thơ ấu, chúng nó thường hà hiếp tôi. Israel đáng nói: từ khi tôi còn thơ ấu, chúng nó thường hà hiếp tôi, nhưng không thắng hơn tôi được. Các nông phu cày trên lưng tôi, xẻ đường cày mình dài theo trên đó. Đức Giê-hô-va là công bình, Ngài đã chặt những dây kẻ ác. Nguyện những kẻ ghét Sion bị hổ thẹn và lui lại sau. Nguyện chúng nó như cỏ nơi nóc nhà đã khô héo trước khi bị nhổ. Ngươi gặt không nắm đầy tay mình, kẻ bó không gom đầy ôm mình. Những kẻ lại qua cũng không nói: nguyện phước Đức Giê-hô-va giáng trên các ngươi. Amen. Chúng ta nhân danh Đức Giê-hô-va và chúc phước cho các ngươi. Hướng lên Chúa trên trời, con xin dâng hết tâm linh. Hướng lên Chúa trên trời, xin dâng lên Cha tâm hồn. Chúa thánh trên trời, con quyết tin Ngài giữa lúc thù nghịch vây hãm. Lòng nguyện cầu ơn trên che chở con, bảo hộ con. Chìm trong bể thẳm sâu, tôi sống mỗi ngày nương Chúa không thôi.
Chúa Cha trên trời hàng trăm con tôi mọi nơi. Thank you.
cha thánh. Thưa với Chúa rằng, the reason I live is to worship you. Thank you.
Ở trong tình yêu của Chúa, mọi vinh quang ở trên đời này coi như vô nghĩa. Thì chúng con kinh nghiệm được một cuộc sống ở trong Chúa, một cuộc sống dưới dẫn tràn đầy ơn phước của Chúa. Ngoài Chúa ra, chúng con không có Chúa nào khác. Bởi cái đó, như trong lời của bài hát của chúng con dâng lên cho Chúa, chúng con thương Chúa rằng the reason I live is to worship you. Chỉ có một lý do duy nhất để chúng con sống là chúng con tôn thờ Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa. Xin Chúa hiện diện ở trong giờ đọc tụng của chúng con, ban phước từ giờ đầu cho đến giờ cuối, ban phước cho người đọc lời Chúa, người cầu nguyện, người giảng, được nghe, ai nấy chúng con được thỏa lòng ở trong ơn của Chúa. Con cảm ơn Ngài và kính dâng thì giờ quý báu này ở trong sự nghiệp đại diện của ban ngôi Chúa Trời và thành kính con người chúng con. Amen.